Việt Nam sẽ thiệt hại nặng nề vì dự án đập thủy điện Sam Bo do Trung Quốc xây dựng ở Campuchia. Nếu Trung Quốc xây thêm đập thủy điện Sam Bo ở Campuchia, tác động môi trường và xã hội của nó sẽ vô cùng to lớn đối với người dân Campuchia và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Giống với nhiều người sống gần sông Mekong và các phụ lưu của nó ở Campuchia, người nông dân 63 tuổi Sri Libik xem dòng nước này là miếng cơm manh áo, bị tách khỏi gia đình trong thời kỳ thống trị đẫm máu của Khmer Đỏ vào những năm cuối thập niên 1970. Sri Libik phiêu bạt từ nơi này đến nơi khác với một nhóm thầy thuốc. Vào năm 1979, ông tìm lại được người cha thất lạc trước đó ở làng Kaban Romin bên sông Serepok, một nhánh của sông Mekong. Sri Libik cưới một cô gái trong làng và có với nhau 6 mặt con. Nhờ vào dòng phù sa màu mỡ bồi đắp cho vùng đất này, cuộc sống của họ trôi qua bình yên với cây lúa, hoa màu. Nhưng đến tháng 8 năm 2015, gia đình Sri Libik buộc phải rời đi sau khi chính quyền thông báo ngôi làng của họ nằm trong phạm vi 75 km vuông ảnh hưởng xả lũ của con đập thủy điện lớn nhất Campuchia, đập Hạ Se San 2. Không còn lựa chọn, Sri Libik phải bán hết tài sản gồm 30 con trâu và một chiếc máy cày vì ông đã quá lớn tuổi để có thể cày cuốc trên vùng đất tái định cư khô cằn và đầy sỏi đá. Trở về chỗ cũ cách đây vài ngày để kiểm tra mực nước, ngôi nhà của tôi đã bị ngập hoàn toàn đến mức không còn nhận ra nó nằm ở chỗ nào. Người đàn ông có số phận long đong tâm sự. Đập thủy điện Hạ Se San 2 ở Campuchia là dự án trị giá 816 triệu USD, có công suất 400 MW khi hoàn thành. Đây là một trong những biểu tượng cho sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Dưới sáng kiến vành đai con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình, Bắc Kinh đang giáo diết lột xác hệ thống giao thông vận tải và giao thương xuyên suốt Âu Á và Đông Nam Á thông qua các dự án đầu tư hạ tầng khổng lồ. Trung Quốc tin rằng đường xá cần phải được xây trước khi đẻ ra tiền. Đây là cách phát triển họ muốn giới thiệu với cả thế giới thông qua vành đai con đường. Một khi đã thành công ở Đông Nam Á, mô hình này sẽ được nhân rộng ở các nơi khác, ví dụ như Châu Phi và Nam Mỹ. Giáo sư Hu Jiong thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Thượng Hải giải thích. Ngày 31 tháng 3 tại Hà Nội, 6 quốc gia thuộc khu vực sông Mekong đã thông qua một kế hoạch đầu tư tham vọng gồm 227 dự án trị giá 66 tỷ USD trong 5 năm tới. Bà Stephanie Jessen-Cormier, giám đốc chương trình Trung Quốc thuộc Tổ chức Sông Ngòi Quốc tế California, Mỹ, thống kê các công ty thủy điện của Trung Quốc đang xây dựng 41 đập ở Đông Nam Á. Con số đó là rất nhiều, do đó tác động môi trường và xã hội vô cùng to lớn, bà nhận định. Đối với các nước ASEAN nghèo như Campuchia, những dự án của Trung Quốc vô cùng hấp dẫn. Các quan chức Phnom Penh tự hào rằng tiềm năng thủy điện của sông Mekong có thể là thỏi nam châm hút đầu tư và giúp người dân Campuchia thoát nghèo. Khó khăn của một đất nước đang phát triển hậu khủng hoảng là chúng tôi phải chật vật cạnh tranh nếu không có được hạ tầng thiết yếu. Hạ tầng rất quan trọng, đặc biệt khi giá điện của Anh cao hơn nước láng giềng, còn thị trường lại nhỏ hơn Việt Nam, Thái Lan, Myanmar. Chúng tôi cần giảm chi phí vận hành doanh nghiệp và điện có lẽ là yếu tố quyết định. Luật sư Shok Sifana, cố vấn cho chính phủ Campuchia giải thích. Nhưng không phải người dân Campuchia nào cũng chia sẻ sự lạc quan đó. Với dân làng Sreko thuộc tỉnh miền Bắc Stung Treng, đập Hạ Se San 2 đã nhấn chìm đất đai, cuốn trôi tài sản, truyền thống và văn hóa của họ theo dòng nước. Anh Phút Khơ Ơn, 39 tuổi cùng 66 hộ gia đình khác trong làng đã từ chối tái định cư khi người ta khởi công xây dựng đập. Họ rời lên một khu đất cao hơn và từ vị trí đó có thể nhìn thấy dòng nước dâng lên, nhấn chìm cả ngôi làng. Anh Khơ Ơn nói, anh xem dự án đập là một thỏa thuận riêng giữa chính quyền hai nước Campuchia và Trung Quốc, trong đó sự cân nhắc dành cho người dân địa phương không đáng là bao. Ở các quốc gia khác vốn không có sông ngòi và nguồn nước, họ vẫn có điện. Còn chúng tôi có tất cả, chúng tôi có than, có sông, có nước. Tại sao người ta lại ưu tiên xây dựng đập thủy điện? Công trình này đã và đang khiến dân địa phương khốn khổ, anh Khơn than thở. Theo báo SCMP của Hồng Kông, Trung Quốc là nhà tài trợ đầu tư nước ngoài lớn nhất của Campuchia.
Tuy nhiên, tình cảm của người Campuchia dành cho Trung Quốc có thể không mấy tích cực. Dân thành thị kêu ca việc khách du lịch Trung Quốc tràn ngập danh lam thắng cảnh, chất lượng hàng tàu tồi. Dân nông thôn thì lo các nhà đầu tư Trung Quốc lấy đi hết mọi tài nguyên tự nhiên, sinh kế của họ. Ông Leang Bulleap, giám đốc tổ chức mạng lưới bảo vệ sông ngòi 3S cho biết tại tỉnh Stung Treng, nơi có con đập hạ Sesan 2, các nhà đầu tư Trung Quốc hay phớt lờ các mối quan tâm của người dân, nhưng lại luôn luôn o bế để có mối quan hệ tốt với chính quyền. Nhà đầu tư Trung Quốc khuyến khích chính quyền tiếp tục cấp phép đầu tư cho họ với lý do tăng thu nhập, công an việc làm cho dân, phát triển kinh tế. Nhưng lợi ích đó không dành cho tất cả nhiều người, mà giờ đây phải rời nhà cửa, còn môi trường thì bị hủy hoại. Ông Leang Bulleap kể, đã có nhiều bài học đau thương liên quan đến đầu tư Trung Quốc ở Đông Nam Á. Cách đây 7 năm, chính phủ Myanmar đã phải cho dừng dự án đập Maison trị giá 3,6 tỷ USD trên thượng nguồn sông Irrawaddy dưới áp lực phản đối dữ dội từ công chúng. Cũng tại Campuchia năm 2015, Thủ tướng Hun Sen đã phải ra lệnh hoãn dự án thủy điện Cơ Hay Areng ở tỉnh Tây Nam Khóc Không Đu, Trung Quốc chống lưng đến năm 2018 để xoa dịu sự tức giận của trong người dân. Chuyên gia về Trung Quốc Rang Feng thuộc Tổ chức Viện Môi trường Toàn cầu nhận xét, trong quá trình mở rộng đầu tư của Bắc Kinh trên khắp thế giới, làn sóng phản đối của dân địa phương, đặc biệt ở Đông Nam Á, Châu Phi và Nam Mỹ ngày càng trở nên phổ biến. Khác với Nhật Bản và phương Tây, các nước luôn quan tâm đến sinh kế của dân địa phương. Nhà đầu tư Trung Quốc thường chỉ ưu tiên quan hệ với chính quyền sở tại. Tại Đông Nam Á, nhà đầu tư càng gần gũi với chính quyền bao nhiêu, người dân càng nghi ngờ bấy nhiêu, ông Rang nhận xét. Cách đập hạ Sesan 2 khoảng 140 km về phía nam, cuộc sống của người dân Cù Lao Khaorian trên dòng Mekong, đoạn chảy qua địa phận tỉnh Krathi đã bị xáo trộn từ khi người Trung Quốc xuất hiện năm 2007. Tôi nghe nói người ta muốn xây dựng một đập thủy điện ở đây, nhưng chưa có gì cụ thể. Tôi không biết người khác ra sao, nhưng tôi không muốn bồi thường gì cả. Vì tôi có mọi thứ ở đây, nếu phải di rời tôi sẽ mất tất cả. Nông dân Lo Em Rim Sita tỏ ra lo lắng. Với rất ít thông tin chính thức, mọi bàn tán về dự án đập và sự liên quan của Trung Quốc khá nhạy cảm, một quan chức giấu tên tiết lộ với tờ báo SCMP rằng bất cứ quyết định nào bật đèn xanh cho dự án này đều có hệ quả nghiêm trọng, vì đây sẽ là một đập nước nằm trên dòng chính sông Mekong gần với bờ biển nhất và lớn nhất Campuchia. Dân làng Sambo trên Cù Lao Khaorian cho biết họ đã được khảo sát ý kiến về dự án thủy điện này từ hồi đầu tháng 1 năm 2018. Năm 2006, tập đoàn China Southern Power Grid ký bản ghi nhớ với chính phủ Campuchia về việc tiến hành một khảo sát mới về đập Sambo. Dự án này được đề xuất lần đầu tiên hồi thập niên 1950, nhưng tập đoàn Trung Quốc rút lui năm 2011 sau khi tiến hành khảo sát địa chất với lý do chúng tôi là một công ty có trách nhiệm. Không hiểu tại sao bây giờ đập Sambo bỗng nhiên được cân nhắc lại. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là một mối nguy hiểm tiềm tàng vô cùng lớn đối với hàng chục triệu người dân ở hạ lưu sông Mekong, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Theo tờ Tuổi Trẻ.